Tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, thành phố Hồ Chí Minh, công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Bột mì Vikibomi được thành lập năm 2002, là nhà máy sản xuất bột mì với quy mô lớn nhất. Các sản phẩm của công ty cung cấp hầu hết cho các nhà máy chế biến thực phẩm lớn tại Việt Nam, cùng với hơn 500 đại lý phân phối, hệ thống siêu thị trên toàn quốc và cũng xuất khẩu sang nhiều quốc gia trên thế giới. Ở một số nước khi chúng ta đi tới, không phải là người Việt Nam không, mà nói tới cái bột bánh xèo hương xưa hay là bột làm bánh bò, mà bây giờ đến những cái loại bột để làm các cái loại bánh như là bánh mì hay là cái loại các loại bánh cách, thì như vậy vẫn là từ cái sản phẩm của công ty này, thì họ đều đưa ra một cái hết sức tiện dụng, là từ một cái gói bột mà đưa ra cái giá trị tinh của cái sản phẩm, thì phải nói là rất là tự hào đối với cái sản phẩm mà chế biến của công ty. Và tôi cũng rất mong muốn rằng là với những công ty mà làm được ra các cái sản phẩm hàng tinh lương thực thực phẩm như thế này, rất mong được cái sự hỗ trợ của thành phố Hồ Chí Minh để đưa đơn vị mỗi ngày một vươn xa hơn. Để gìn giữ bản sắc truyền thống của ẩm thực Việt Nam trong xã hội hiện đại, mang đến cho người tiêu dùng dòng sản phẩm bột trộn sẵn, vừa an toàn vệ sinh thực phẩm, vừa thơm ngon tiện lợi, công ty chúng tôi là sự kết hợp giữa tập đoàn Showa Sanyo và tập đoàn Itochu Nhật Bản, có văn phòng đại diện tại 139 quốc gia trên khắp thế giới, đã trở thành doanh nghiệp sản xuất bột trộn sẵn đầu tiên tại Việt Nam với công nghệ và dây chuyền hiện đại khép kín, mang những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, an toàn vệ sinh thực phẩm, tiện lợi cho người tiêu dùng. Chúng tôi đã được cấp các giấy chứng nhận như ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, BRC, HALA. Hiện nay, công ty chúng tôi tự hào là nhà sản xuất bột trộn sẵn hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Ngoài ra, sản phẩm của công ty chúng tôi đã có mặt tại 30 quốc gia trên toàn thế giới như Mỹ, Canada, Úc, các quốc gia châu Âu và châu Á. Chúng tôi mang công nghệ Nhật Bản áp dụng vào nhà máy. Vì quản lý nguyên liệu đầu vào rất chặt chẽ, toàn bộ nguyên liệu được sử dụng là nguyên liệu đạt tiêu chuẩn của Nhật Bản. Sau đó, việc sản xuất áp dụng theo quy trình của Nhật Bản đưa ra sản phẩm tốt nhất. Các sản phẩm này đã được đối tác của chúng tôi xuất sang Nhật Bản và rất được ưa chuộng.